Hà Nội, cháy tại làng trẻ em Bila. Xin chào quý vị và các bạn, đây là cập nhật những tin tức mới của kênh YouTube Cuộc sống quanh ta, sau đây là nội dung chi tiết. Hà Nội, cháy tại làng trẻ em Bila, báo dân trí đến một vụ cháy vừa xảy ra trong khu vực làng trẻ em Bila thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiều ngày 25 tháng 9, trao đổi với phóng viên dân trí, đại diện phòng cảnh sát PCC và Xiên Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực bên trong làng trẻ em Lơ ở số 4 đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo cảnh sát, đám cháy xảy ra tại khu vực chứa đồ, quần áo rộng khoảng 2 mét vuông trong khuôn viên làng trẻ em Lơ rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người ở. Theo đại diện công an phường Mai Dịch, vụ cháy đã được khống chế, dập tắt sau khi phát hiện ít phút. Khu vực cháy là khu vực phơi quần áo, không có người ở. Nguyên nhân cháy khả năng cao do chập điện. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát PCC và xin công an quận, cầu giấy đã điều nhiều xe chữa cháy và cảnh sát. PCC tới hiện trường dập lửa, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Tạm biệt quý vị và các bạn xin quý vị cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình. Sau.